Đằng này thì chở cả xe bò đi. Hưởng là kéo xe bò từ Sơn Tây xuống à? Rồi. Kéo xe bò từ Sơn Tây xuống. Đấy, kéo xe đấy. Từ thị xã Sơn Tây xuống chợ Vạn Phúc Hà Đông. Vâng. Đấy, những người yêu cây, những người tha thiết với cây. Liệu có phải đi từ chắc đi từ 5 6 giờ nhỉ? 4 giờ. 4 giờ. 4 giờ. Thế đấy. Đâu rồi. Từ đây à? Đây lại. Đây. Xanh này. Điền đấy. Điền. Điền đấy. Gọi là phôi điền, nho nhỏ xinh xinh. Vâng. Nho nhỏ xinh xinh, giá rất hợp lý. Vâng, giá hợp lý thôi. Còn cây này là... thì mới là nhiều tiền. Đấy. Cây này là 3 tiền nhỉ? Cây thì độ triệu. Độ triệu. Này thì xanh cổ đấy. Xanh cổ. Đây là cái chậu à. Chậu bệt dí ấy. Bệt. Cổ hai thân. Đang có giá thị trường là bao nhiêu đấy? Phải 20. 20. Xanh quê đấy. Xanh quê đấy, chứ con này mà xanh nam tiền thì nó mả tiền. 20. Mả tiền. Xanh nam điền thì mả tiền. Dạ hôm nay củ cây không mả. Cái nào? Xin nào? Anh à, thấy cây nào chưa anh? Dạ. Cây nào mà hơn 2 củ chưa bán ạ? Cái cây không nên hỏi bán tiền. À đây à, căng quá nhỉ. Cứ ấy đã, bình tĩnh không phải nó. Giờ tháng Tết, cái tháng thủ mật, ít tiền á. À, bây giờ cái chưa cây người đâu nhỉ? Bán qua lại bỏ bán. Anh hỏi cho Trung nó bảo bán tiền. Trung bán cái nào? Đâu? Chi, ai kia cái chi hay hơn anh chưa? Nó hay là 5 triệu. Đâu đó? 2 triệu rưỡi bán. Để ra đây xem cái này. Cái nào? Ra đây xem cái này. Cái bố hỏi cái sung bao nhiêu? Mày có cho bác lên mạng rồi đấy. Có. Mày cứ hỏi cái sung cho bao nhiêu? Gì đấy? Ủa? Gừa đấy. Không. Túc. Si đề. Si đề gọi là anh túc được. Không ngồi bên trong cái này gọi là gừa. Canh châu. Canh châu đây. Châu mini. Giá cộng đồng. Đấy. Cục cá ngựa này là bao tiền đấy? Đấy, 3 củ. 3 củ. Còn con này 800. Đây. Giá cộng đồng. Đấy, này là giá cộng làng. Xương cá, giá cộng làng. Xương cá. Giá là 800.000. 800.000. Đấy. Rẻ nhất chợ đây rồi. Triệu rưỡi. Rẻ nhất chợ đây rồi. Cái này của cái này cây 1 triệu. Cái này quá đấy ạ. Cái này của khách nhà 3 triệu mua bán sang gọi 7 triệu. Cái này. Quá lâu rồi. Rồi 7 triệu. Bán con giá 4 triệu rồi. Vâng. Cây nét mà. Đây cũng của Dũng kìa. Con này này. 3 triệu. Có này bán rồi. Con này đáng đồng tiền đấy. Đang gọi 30 triệu. 30 triệu. Không phải của mình bác ạ. 30 chứ. Nhầm có 70, 7 đông nữa bỏ mẹ. Đấy. Đông kén người quá. Kén chủ. Vâng. Đấy, 30 con rồi.
7 anh quá chuẩn hết lắm chứ. Dâm bụt. Đấy, nhìn sau và sau cây này. Cây này nói chung là rất tương lai. Rất tương lai. Đâu, cây nào? Hả? Cây nào đấy? À, thế còn cái sung này không biết là đòi bao nhiêu tiền? Dạ, nói đòi 5 triệu, giả 2 triệu. Cái sung này không biết có bao tiền. Cái sung này sung ông này bán rắn lắm. Chúng ta tiền đấy là quá. Đúng không? Đúng không? Cũng khó người trả cao hơn đấy. Đúng như mình giả chung là giả. Ý là đấy. Mình giả thế là cũng tới rồi. Đúng rồi. Giả đấy. Đấy. Đúng rồi. Ba mươi triệu, mình có ra đây cái nào, 30 triệu ra đây cái nào. Bức tranh này chỉ hầm hố thôi chứ. Con này là bao nhiêu rồi bố? Đấy, 3 triệu rưỡi. Làng đây. Hai bên nó chảy ra thì tốt. Gần 2 triệu. Nó mà điền thì mả điền. Mả điền. Điền. Lùn tịt nhá, đúng sở trường của mấy em đấy. À, đúng rồi. Đúng tịt lùn tịt trực, thu cành vào cái đẹp luôn. Con đang mong đợi cái bệ nó anh tốt anh hơn. Vàng ơi. Phỏng vấn anh áo vàng, anh áo vàng phát lửa con xanh là đẹp. Đẹp rồi. Chung là bác đang mê con si kia. Đang mê con si kia rồi. Đang mê con si kia rồi. Chọn mê chả mê. Chả mê bình thường. Rồi là mình mê thì mua luôn. Mình chỉ bực mình là mình trả tới mà nó chưa bán thôi. Vâng, bán mua trả bán thì thôi. Lại có tiền tiêu tế. Con này cũng hay này. Tam đa. Nó cao. Tam đa. À con đấy cao hơn này. 6 triệu. À 6 đồng.6 triệu. Tắt vào đèn. Tai chuột đây. Có lại là tai rơi mua. Tai chuột. Đấy. Lên hình đẹp hết đấy. Tiền. Quá đẹp. Thích ảnh. Trọng cầu giá này hợp lý lắm. Cái của bố là của ông Hưởng kìa. À, chun mà 6 triệu mà hát quần ảnh chứ. Cái trước lâu dài cái này là hơn chứ. Cái này nó là một cái ba thân. Nó có hơn như thế này. Đẹp thì đấy nhé.
Đấy, con này 6 này. Con kia là mấy con nhỉ? Con nào? Có một con nữa kia nhỉ, nó nhỏ như thế. Thế à, bằng tiền nhau ấy nhỉ. Đây, quay mặt sau thế. Mặt sau này. Anh đại bị chú em con đi nhiều. Không có thì cứ mang đi thôi, cái này để tháo thép xong. Đâm vui. Thật đây. Kia vừa bán cái dâm bột 4 triệu. Đây lại đi anh. Đây thứ 7 nghỉ làm à? Vâng. Em giáo viên à? Dạ không, bên bên viễn thông ạ. Ui giời, cái gì? Con thua. Không mà lại còn hắn. Đây. Sang cây. Đây cây này ông bảo bao nhiêu đây? Cái này của Nhạn. Vừa nay cũng bảo 6 triệu chứ phải. Tai dươi, tai chuột. Cũng 6 triệu à. Vâng. Toàn 6 triệu về đá về xi măng. Xi măng. Xi măng. Cây cối giờ giá ghê quá nhỏ. Thế lại cái này ngoài cái này toàn hoa. Cái này của ông Nhạn. Nhạn nó là nhiều cây quá nhỉ. Bắt đầu bán được tiền này rồi. Đây là chỗ là rẻ nhất chợ đây. Được rồi. Được rồi. Rẻ nhất chợ. Phải đi sớm nhá. Có cây đẹp còn mua chứ. Đây là cũng nhặt.